Thì các ông chí trong ban tổ chức là giúp mang đài ra khu vực ở chỗ góc góc đài, chứ không cần phải thay quần đây, nhưng mang bàn đài ra góc đài để cho các hàng đôi chủ động ra lên đấy là thắt đai thôi. Đai có thể để góc đài bên xanh bên đỏ và bên hoặc là nửa nọ nửa kia, thì ai gọi trước, đô nào được gọi trước đô đó thắt đai đỏ để lấy cái đỏ may mắn cho mình đã. Mời Hữu Tiệp câu lạc bộ Vật Hà Nội. Hữu Tiệp của câu lạc bộ Vật Hà Nội trong khi đăng ký gọi lần thứ hai, chả nhẽ này Văn Nam lại vô duyên đến thế cơ. Xin nhắc các hàng đô, đây là danh dự một phần góp vui, nhưng đây là danh dự mà để mang tiếng một câu lạc bộ Vật của thành phố Hà Nội đứng đăng ký mà lại không có mặt thì rất là mang tiếng đến địa danh của Hà Nội chúng ta. Và hiện nay đôi Văn Nam của các Quế Hoài Đức đang đứng ở trong máy. Gọi lần thứ ba Hữu Tiệp. Nếu Hữu Tiệp không có chúng gọi lần thứ ba thì chúng tôi xin mời có đô nào theo chúng tôi bố trí luôn. Và có đô nào theo vào đăng ký trực tiếp vào luôn, bởi vì có một keo ăn lèo thôi. Vâng, như vậy là sau đó Hữu Tiệp không có thì Văn Trường sẽ theo. Mời đô Văn Trường vào sới. Loa cho tôi gọi rất là to. Chẳng nhẽ một câu lạc bộ Vật mang tính quốc gia có rất nhiều các hiện tượng riêng vật phong trào Vật của Hà Nội, thì chúng ta tự hào là đi có rất nhiều các hàng đô và giành nhiều huy chương vàng nhất trong SEA Games. Đề nghị các hàng đô nếu không phải thành phần đó đừng có đăng ký, còn nếu chúng tôi phát hiện để mang danh cho câu lạc bộ chúng tôi sẽ kiện. Coi như Văn Nam của các Quế vô duyên lần thứ hai. Người bé tí tì tì có hơn 50kg mà không đô nào dám theo. Nếu có đô nữ theo chúng tôi bố trí luôn. Không vật nữ bởi vì phản cảm mất rồi. Bộ cũng đã có ra chỉ thị là không cho vật nam nữ trên các hội làng, mà chỉ tổ chức trong các chương trình thi đấu quốc gia hoặc quốc tế. Cho nên các chương trình hội làng muốn làm vui giữa nam và nữ vật nhau thì nó trái với thuần phong mỹ tục của chúng ta. Vì thế cho nên là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chỉ thị cấm. Thế nên bà con không ạ? Và theo quyết định của trưởng ban tổ chức lễ hội, và đến nay đô Văn Nam mà đã hai lần đăng ký không có đô nào theo, được ông trưởng ban tổ chức đặt cách cho trao lèo để vào phá giải. Mời à đô, mời áo, coi như đặt cách một chiếc lèo rất là bởi vì phải thế à, gửi ra với tay to. Alo, vâng, về vật dân tộc thì đây là đặc thù hội làng với luật vật dân tộc của các địa phương. Bây giờ chúng tôi thay mặt ban tổ chức là điều hành chuyên môn thì chúng tôi xin ý kiến trong cái trận vừa qua như thế này. Bởi lẽ là cho nam là hai lần cởi áo và ra sới rồi, mà hiện nay là đô tiệm xin theo nhưng hai lần gọi đô tiệm không vào. Về luật vật hội làng là chúng tôi được quyền đặt cách cho đô nam, bởi lẽ là đô nam hai lần. Vì vậy hiện nay đô nam được đặt cách và hiện nay là có vé thông hành được vào tham gia giữ giải và phá giải. Xin kính mời ông Hoàng Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh, Ủy viên Ban Tổ chức lên trao vé thông hành số 25. Vì chung là nhận vé thông hành thì cũng bùi bùi đấy, nhưng phá giải tưng bừng là được. Vâng, chúng ta cứ nhận vé thông hành thì đã.
chiến gia đình. Vâng, như vậy là sau khi nhận vé song hành thì Văn Nam có ủng hộ cái lèo vào đỉnh, giá trị là 100.000 đồng. Như vậy là được ghi công đức.